một đứa dám chở, một đứa dám đi mọi người ạ. Đó, tôi đi về miền cực lạc đấy. Ốc trái tim rồi. Tệ. Kim cha nà tang 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 tang. Nếu mọi người biết chúng mình đang ở đâu, đang ở trên đường đi. Đang ở trên xe giường nằm. Đi đâu? Đi đâu còn lâu mới nói. Đùa thôi, tôi nói bây giờ luôn đây. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa rồi chúng tôi được nghỉ 2 ngày nên là đã quyết định sẽ chọn một địa điểm nào đó đến để chữa lành, để healing. Và địa điểm mà chúng tôi chọn chính là Tà Xùa. Đây là lần đầu tiên tôi đi Tà Xùa. Vậy nên, vlog lần này sẽ là một trải nghiệm vô cùng chân thật cảm giác của tôi khi đi Tà Xùa. Mọi người cùng đón xem nha. Xin chào mọi người đã đến với vlog của Hạ Nhiên. Bây giờ chị Nhiên, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Xa khuất tận chân đầu rồi, mình đang gọi là đi bộ lên, thực sự là rất cao. Không phải là mình không tin tưởng tay lái của chị mình, nhưng mà thôi mình cứ an toàn là trên hết. Sự là toàn sương mù thôi, rất sợ. Không. Ô, đây, ô, ô, ô. À, đổ xăng à? Ê, này cây xăng trong mini à? Chúng mình đi đổ xăng phát. Đây là một cây xăng rất là miền núi. Kiểu không bận một tí nào luôn ấy. Không bận một tí nào luôn ấy. Trông cảm giác như còn một phân nữa thôi là cái quần này của chị đi luôn ấy. Đây đi. Chị đi qua chỗ này đi. Trông ngực. Không phải em không tin chị. Tôi cần hai người đàn ông lực lượng ấy, tôi ai một đứa dám chở, một đứa dám đi mọi người ạ. Em thấy sự một sự rung không hề nhẹ. Một năm rồi mình không đi xe máy. Úi dồi ôi. Mới bắt đầu cuộc hành trình thôi nha chị ơi, còn 11 cây nữa. Wow, sương mù cỡ này thì đỡ làm sao. Ở đây sương khói mờ như này. Ôi, được rồi, mình cứ đi thôi, mình đừng... Ui, mình nhìn cái này này sợ quá. Trời ơi. Trời ơi. Cảm giác cái Tây phương cực lạc vách trưởng luôn. Cảm giác tôi đi về miền cực lạc ấy. Chúng tôi cũng rất là muốn mang lại cái đến đường đâu. Cái vlog nó gọi là chữa lành nữa các bạn. Nhưng mà thật sự là... không ai chữa lành cho chúng tôi. Cái đường này nó kiểu... Một chân mũ rất là sôi sợ. Trông một người vậy. À. Tập nhìn thấy 5 mét đó. Chả nhìn thấy cái gì cả, mù luôn. Ở dưới mà nhìn lên chắc đây là một đám mây gì đấy rất là đẹp. Không biết là có chữa lành thành công không, nhưng mà sắp đến trưa rồi mà trời vẫn rất là mây mù và âm u. Hello. Ốc trái tim rồi. Chúng tôi đã đến địa điểm check-in đầu tiên, đó chính là mỏm cá heo. Chỗ này thì cách chỗ chúng tôi ở tầm 12 km, đi phải mất gần 1 tiếng mới tới nơi đấy, tại vì là đường khá là xấu. Mấy hôm vừa rồi mưa rất là nhiều cho nên là nhiều chỗ còn bị sạt lở. Hai chị em tôi đi đúng kiểu vừa đi cầu nguyện luôn ấy, tại vì là lâu rồi tôi không đi xe máy nên là tay lái tôi khá là yếu. Còn Thùy Anh thì khá là nhỏ bé, thế nên là tôi cũng không cảm thấy an tâm khi mà Thùy Anh lái tôi. Thành ra là hai đứa đều đặt niềm tin cho nhau thôi chứ không biết làm sao nữa. Tôi đã rất hy vọng là khi lên Tà Xùa thì trời nắng đẹp, trời xanh mây trắng. Thế nhưng mà không mọi người ơi, cả buổi sáng mây mù răng lối, xong đi còn trời mưa phù nhẹ nữa, đường rất là xấu. Là bán đó. Bé bán hả? Bán hoa hả? Wow. Thôi bây giờ để đây rồi
chúng mình marketing một chút nào. Chúng mình mời chào này các bé. Chị cho một lời mở đi. Chị mở đi. Nhưng mà các bạn hiểu mình nói gì không? Mà. Tại vì cái này người ta nói giống khác. Bé, bé chào chị một câu đi nào. Em hiểu chị nói không? Em hiểu không? Em bé tên là gì? À, hiểu mà. Các bạn không hiểu tiếng của tôi. Chưa. Vừa nhẹ. Vừa nhẹ. Vừa nhẹ. Và vẫn chưa thấy núi đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ đi qua địa điểm thứ hai là địa điểm gì? Thảo Nguyên à? Thảo Nguyên ạ. À. Với lại cái địa điểm thứ cây ba là gì? Đơn. Cây cô đơn. Và rất hợp với tôi. Sống gì nhỉ? Sống lưng khủng long tưởng buổi chiều. Không, không phải có một cái sống khác. Đâu. Nhiều cột sống vậy. Đó, qua bếp là tóc rồi. Đi chữa lành, chỉ thực sự chữa lành khi mà chúng ta có ảnh đẹp mang về. Nắng quá, ra chân quá. Tắt 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 tắt. Nhưng mà sao cứ có mấy cái đám mây đen đen. Ê, tự nhiên đi đường này thì ghê ghê. Ừ. Hiện tại thì tôi đang đi ra cây cô đơn. Rất là phù hợp với tôi. Vì tôi cũng cô đơn. Tôi cảm thấy rất chill. Cô đơn đâu? Những chiếc cây ở đây không hề cô đơn. Người cô đơn là tôi. Cây này cô đơn. Nhìn giống kiểu chủ vườn sông Nho Quế ghê. Có ghế camping kìa. Ừ đấy. Đẹp mọi người ơi, tôi sẽ cho mọi người xem. Đẹp ha. Ta mới là người cô đơn mẹ. Nín rủ. Trời ơi, vừa có một bướm đi qua. Rất là xinh. Wow. Cao thế. Đỡ nhau. Cái này nó hơi bị. Em giờ em giữ một bé của chị cơ. Hai đứa lương tượng quá trời. Chị em lương tượng. Ok. Ui, chị đẹp ấy. Chiêu rồi. Chỉ đến thế thôi. Chiêu quá à. Em đi ra cái chỗ này. Ok, cho chị một con. Con nào xinh nhất nè. Bao tiền đấy? Hả? Bao nhiêu tiền? Cho. Ui. Thật sự mình vô cùng tiếc luôn. Khung cảnh ở đây đẹp lắm mọi người ơi. Thế nhưng mà chắc là do nhân phẩm của chúng tôi chưa được tốt cho lắm. Đi vào đúng không mây mù, trời không nắng đẹp một chút nào. Sau một cơn mưa là chúng tôi đã chịu rồi đây.
Kinchana, Kinchana, bang, 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 bang. Váy thì Bình gọi là tùng lum tùng la. Yên Bình có quá đắt không? Mà sao? Sao giá quá kéo đến. Ui, ui, ui. Có ổn không ấy? Không ổn, đi lên đi. Doesn't kill you, make you stronger. Standing feet taller. Đẹp. Vậy là không gặp cái xe xe online nhá. Người gặp người online vợ mình nhá. Nhà biến xe xe cho mọi người. Có phải tàu cà phê. Nhưng người tàu cà phê là chúng ta biết là chúng ta đã đến không? Ôi giời ơi, cái giày của tôi. Mọi người nhìn đường nè. Thúy Anh đeo một đôi dép phải gọi là siêu dày. Sợ quá trời, bẩn quá à. Ơ, mày ơi. Ê, đây chính là cái homestay mà bị ấy đấy, bị sạt lở xong bị chôn vùi đúng không? Đây này, đây không? Kìa kìa, vỡ nát hết tất cả kìa. Ôi giời, quét nhà tấm đấy. Thôi mình quay lại được không? Ê mày ơi quay lại đi. Sợ quá. Bao tiền đấy? Cái vụ này vừa mới lên báo cách đây có vài hôm thôi. Thôi ơi, vấn đề là mọi người đang làm cái mò tịt đấy mọi người nhìn thấy không? Trời ơi. Đi thôi, đi quay lại đi. Mình ăn ở trên kia được rồi. Trời ơi, đường bẩn kinh khủng. Đôi giày của tôi đang gào thét lên. Rồi ôi, bạn tôi đã. Cái gì này Trang? Ê, chính ra dép nó mỏng hơn thế nào nó không nhìn luôn á. Ui, 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 sợ bắn lắm. Gọi vào đi. Đây, đây là quả dưa chuột đấy mẹ. Dưa chuột á? Ừ, dưa mèo. Ăn vị như dưa chuột ạ. Ngon rồi, ngon rồi. Có chứ, ăn được. Bao nhiêu tiền đi ạ? Bao nhiêu tiền một cân? 20 ạ. Tôi lựa cho một quả 50 bé. Xoài có vẻ phấn khởi. Ừ. Men dâu không? 25.000. Định ăn sô cô la. Sô cô la đi ạ, xoài đi ạ. Dâu là chua hay ngọt? Dâu kem thì nó sẽ thế ngọt. Thế bình thường là cái nào là best seller ạ? Best seller cái nào cũng best seller. Thì ba cái xoài dâu sô cô la. Thì bây giờ nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Thế ai thích ăn xoài nào? Ăn xoài đi. Xoài, một xoài này. Không, không thích ăn dâu. Thích ăn xoài. Xoài thì ăn xoài. Thế thì em ăn dâu. Ừ. Ê, xoài thế hai xoài một sô cô la. Là xong. Đây. Em dâu cũng được. Đây, ăn xoài đi. Xinh quá trời. Khoan 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 khoan, tại sao cái chữ tà xùa này có chữ gì với lại chữ bờ này ạ? Cái đấy là chữ tiếng Mông này. À, thế là đọc là gì? Tà xùa. Tà xùa. Tà xùa. Tây tây. Chùm chùm. Bao nhiêu tiền đấy ạ? Nó mới thích kẹp ở đây. Đi gọt. Mình thích kèm ở đây. Thích kèm đây. Vậy là kết thúc ngày đi chơi đầu tiên rồi. Ngày thứ 2 lúc 6 giờ sáng mình có dậy xếp máy để quay timelapse thì thấy là trời mưa rào, mưa to ơi là to luôn ý. Lúc đó mình suy nghĩ là rồi xong, coi như là chuyến đi này là chuyến đi công cốc rồi, không được chữa lành một chút nào hết, không săn được biển mây, trời cũng không nắng đẹp. Thế là tôi đã quyết định là lên giường đi ngủ tiếp. Sau đó đến 8 giờ sáng tôi cảm thấy rất là chói mắt nên tôi đã tỉnh dậy định kéo rèm để ngủ tiếp ý. Thì trời ơi mọi người ơi, tôi thấy biển mây.
Tôi và Thúy Anh hết toáng lên luôn ý. Trời ơi, sắp đến thành công rồi. Đẹp điên. Ôi mẹ ơi. Quá xứng đáng. Tôi muốn hết lên là A. Nhân phẩm của tôi phải tốt như thế này chứ. Chuẩn bị make up các kiểu xong xuôi thì cũng đã đến hơn 10 giờ. Chúng tôi đã chọn quán cà phê Mỹ ơi, lên trên đó thì còn chụp ảnh biển mây. Nhưng mà lên đến nơi thì toàn thấy là mây mù thôi, không thấy biển mây đâu. Tôi hỏi anh chủ quán thì anh bảo là sáng ngày cũng có biển mây đẹp lắm, nhưng mà lúc mà chúng tôi lên thì cũng đã hết mất rồi. Lịch trình đi chơi lần này khá là ngắn. Sau khi mà ăn xong thì chúng tôi phải về phòng dọn đồ để trả phòng. 1 giờ là xe đã đón để đưa chúng tôi về rồi, không đi chơi được đâu thêm cả. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là may mắn, bởi vì trước khi về tôi vẫn có thể ngắm khung cảnh của Tà Xùa rất là đẹp. Mặc gì đi về đẹp này? Sao? Đây là những gì tôi cần buổi sáng ngày hôm nay. Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy, Tà Xùa ơi? Không nỡ một chút nào luôn ấy. Tôi đã ngắm nốt cảnh để còn chuẩn bị phải đi về đây. Tại sao sáng ngày hôm qua tôi đi trời nó không đẹp như thế này? Các bạn mà có dự định đi Tà Xùa thì tôi khuyên thật là mọi người nên đi vào cuối tháng 9. Như vậy trời không quá là lạnh mà còn rất dễ để săn được mây nữa. Việt Nam của mình còn quá đẹp, cần chi đi đâu xa đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog của Nhiên. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau. Bye bye!